Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thấy Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Theo cựu số 4 thế giới Thomas Berdych, Federer không thể là người vĩ đại nhất quần vợt nếu xét tiêu chí số lượng danh hiệu Grand Slam. Tuy vậy, Á quân Wimbledon 2010 tin huyền thoại người Thụy Sĩ chính là biểu tượng lớn nhất của làng banh Mỹ. Tôi nghĩ Federer đặt dấu ấn lớn hơn Djokovic và là biểu tượng lớn hơn Nadal. Có lẽ điều này xuất phát từ việc Federer là người khởi đầu kỷ nguyên của ba người họ. Những gì anh ấy làm cho quần vợt không thể nào bị vượt qua bởi bất kể kết quả nào. Bạn có thể thấy những điều đặc biệt ở Nadal và Djokovic cũng như các tay vợt khác. Nhưng để có được tầm ảnh hưởng như Federer thì không một ai. Theo Berdych, Nadal và Djokovic có thể chơi thêm vài năm và đoạt thêm Grand Slam, nhưng xuyên suốt sự nghiệp bộ đôi này không thể gây ấn tượng mạnh như Federer. Federer là kiểu tay vợt gần như tránh xa các tranh cãi, chiếm được cảm tình của số đông. Nếu gặp anh ấy ở ngoài sân, bạn thậm chí không nghĩ đang nói chuyện với một huyền thoại. Anh ấy như một người yêu quần vợt đơn thuần. Hiện tại, tất cả các đội tuyển đã có mặt tại New York để chuẩn bị cho giai đoạn vòng bảng chung kết thế giới 2022. Các đội cũng đã tiến hành kiểm tra và làm quen với địa điểm thi đấu. Và mới đây, huấn luyện viên Jackie Wynn đã chia sẻ một bức ảnh của đội hình GAM chụp cùng với Jan Jovi. Theo đó, trong lúc các thành viên GAM di chuyển ra xe để trở về khách sạn, đã vô tình gặp Jovi đang khá hoang mang đứng một mình nghe điện thoại. Quản lý Izumin Khánh Hiệp cho biết người chơi đường giữa của Janji đã đi lạc sau khi di chuyển ra xe của đội. Vì vậy, sau khi gặp đoàn xe của GAM, Jovi đã được đại diện của VCS giải cứu thành công và đưa về khách sạn cùng. Ở diễn biến khác, lời vi tiết lộ sự mệt mỏi vì hành trình chinh phục jet lag suốt những ngày qua tại Mỹ. Đội trưởng của GAM cho biết đêm đầu tiên tại Mỹ chỉ ngủ được 3 tiếng, đêm thứ hai là 4 tiếng, đêm thứ ba là 4 tiếng và sau khi làm quen tương đối mới có được 6 tiếng nghỉ ngơi. Rõ ràng đây là rào cản lớn của các đội châu Á khi đến Bắc Mỹ thi đấu do bị lệch múi giờ. Tại chung kết thế giới 2022, GAM nằm cùng bảng với Top, Ru và Dragonet. Đây đều là ba đối thủ cực mạnh được nhận định trên cơ binh đoàn thủy quân lục chiến. Thế nhưng, với sự tự tin cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, GAM được khán giả VCS kỳ vọng sẽ mang đến bất ngờ lớn ở chung kết thế giới năm nay. Trong nỗ lực nâng cấp đội hình cho mùa giải mới, SBTC đang hướng đến hai sao thủ là Slater và Sjogren. Slater trong 2 năm qua đã có phong độ không tốt, nhưng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các đồng đội kém chất lượng, nhất là khi cựu sao thủ Flash đã 1-9 suốt mùa hè vừa qua. Trường hợp Sjogren, đây là nhân tố vô cùng chất lượng trong bối cảnh bài trâu sẽ tan rã trong tương lai gần. SE không giấu tham vọng sở hữu Taki, người đánh cặp vô cùng ăn ý với Sjogren. Taki là mẫu tuyển thủ có kỹ năng cao, điển trai, lại hoạt bát, rất phù hợp để làm content trên các mặt trận social. Ở vị trí thuyền trưởng, team media của SE tuyên bố sẵn sàng trải thảm đỏ mời Ren về dẫn dắt đội tuyển trong mùa giải tiếp theo, thay thế cho Sjogren đã rời khỏi ban huấn luyện. Trước đó, Hasmet, đội trưởng của Buffalo được cho rằng sẽ khoác áo SE mùa sau, theo tiết lộ ước mơ của bạn gái trên story cá nhân. Ngay trước thềm chung kết thế giới 2022, Faker đã có phát ngôn đụng chạm đến cộng đồng MPL. Cụ thể, đội trưởng T1 cho rằng LCK hiện tại vẫn nhỉnh hơn khu vực Trung Quốc. Như một lẽ tất yếu, Faker nhận về vô vàn lời công kích khi nhiều người cho rằng anh đang cố chấp chê bai đại kình địch MPL. Mới đây, Suhu bày tỏ sự bức xúc vì Faker không thừa nhận sự vượt trội của LPL. Có thể thấy, cậu ta đối với Liên minh Trung Quốc tồn tại gì đó không thể lý giải. Về Faker, LPL vốn không thể bằng LCK. Phải cần bao nhiêu chức vô địch thế giới nữa, Faker mới thôi xem thường LPL? Hay thật sự phải có một đội tuyển toàn trung vô địch thì mới có thể? Trên tinh hàng đầu Trung Quốc đánh giá T1 khó lên ngôi ở chung kết thế giới năm nay vì không có gì đặc biệt. Đồng thời tin EDG, hạt giống số 3 của LPL, sẽ dạy cho Faker một bài học. Theo lịch thi đấu, Faker và đồng đội sẽ bước vào màn thương hùng với EDG vào 8 giờ ngày mai.